Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển cái giao diện này sang cái giao diện tối nhé. Mình đang sử dụng đây là Windows 11. Các bạn sẽ làm như sau, rất là đơn giản. Các bạn chuột phải chọn đó là Personalize. Đấy, sau đó thì ở cái mục là Personalize hiển thị lên, các bạn chọn cái mục Color ấy. Đấy, kích vào đấy thì các bạn sẽ chọn cái Your Default Window Mode. Thì các bạn sẽ chọn nó là Dark. Được chưa? Sau đó thì các bạn nếu mà muốn thay đổi cái hình nền các thứ ở đây này để nó chuyển sang cái chế độ tối ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn ở cái mục đó là kích lại cái Personalize. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy có rất nhiều những cái theme ở đây. Đấy, các bạn kích vào cái theme này này. Rồi, nó có rất nhiều những tùy chọn đây, các bạn thích những cái giao diện nó tối, ví dụ như này chẳng hạn. Đấy, thì kích nó vào. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ thấy là cái này là nhìn nó đỡ chói mắt hơn. Và khi mà các bạn sử dụng trong ban đêm hay là gì đấy thì nó đỡ khó chịu.